Em bị trẹo xong về nó không tấy, tức là nó ngày xưa cái này mới đau, đau 2 tháng rồi. Em bị trẹo xong về nó không tấy. Bây giờ thì nó hết đau rồi, nó không đau nữa, nhưng mà em chưa dám chạy. Nên không đau đấy. Vâng, tức là nó ngày xưa cái này mới đau, đau 2 tháng rồi. Nhưng hồi đấy là vì sao mà đau? Cũng trẹo. Cũng trẹo một phát. Thế sao nó đau? Đau tầm em nghỉ tầm độ 4 tháng nó vẫn đau, em liều đi đá xong vẫn lại đá được. Bây giờ thì cái thoảng vẫn đau nhưng vẫn chạy được cái bên này. Cái này thì hôm rồi trẹo một phát thì nó cũng đau, không đau nhiều, bây giờ thì không thấy đau. Bây giờ đi lại nó đau không? Đi lại bình thường, nhưng mà kiểu là mình vẫn cảm giác là nó hơi chưa bình thường, nó hơi sợ chưa dám chạy. Chân này bình thường đúng không? Vâng. Bình thường không? Bình thường thôi. Về đâu? Không. Tao nữa là người đó. Nhưng hôm trước bị tại đây bị cũng như chỉ vòng đấy. Tham đờ này thì nó tím rồi mà. Đây đâu rồi? Ừ. Đây ha. Bây giờ đi lại nó có đau không? Không, như bình thường. Thưa hôm qua khi em đi một ít cái bậc nó cao cao, chân nó kiểu hơi chẹo tí, nó hơi ghê. Cái này là cơ dạng ngón cái à? Điều trị thì nó ổn thôi, chăm sóc thì nó ổn thôi, gì cả. Không vấn đề gì cả. Nhưng mà nó không nặng như lần trước bên này. Tuần lực vào đây sao mình cảm thấy nó vướng không? Bây giờ mình là anh đi nghỉ cơm. Thế là khoáng hơn. Khoáng hơn.